Dàn sao Việt tưng bừng đi dự đám cưới MC Thành Trung. Trong ngày vui của nam MC Thành Trung, không thể thiếu sự vắng mặt của những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng đất Bắc. Tối ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội, MC Thành Trung đã vui mừng tổ chức tiệc cưới cùng bà xã 9X Ngọc Hương. Đây là lần thứ hai nam MC lên xe hoa sau 6 năm sống độc thân khi cuộc sống hôn nhân đầu tan vỡ. Đến chung vui cùng vợ chồng Thành Trung, có sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực và hiện đang sinh sống tại Hà Nội như diễn viên hài Xuân Bắc, Quang Thắng, Vân Dung, Công Lý, Tự Long, MC Thảo Vân, ca sĩ Tuấn Hưng, danh thủ Hồng Sơn, biên tập viên Long Vũ. Được biết, tiệc cưới của vợ chồng MC Thành Trung và Ngọc Hương được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Hà Thành. Trước tiệc cưới khoảng vài giờ, vợ chồng Thành Trung háo hức chuẩn bị lễ phục sang trọng để đón chào khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nam MC điển trai không ngần ngại chi mạnh để sử dụng siêu xe có giá trị 20 tỷ đồng làm xe hoa đón dâu. Anh ga lăng mở cửa cho bà xã bước vào. Trong ngày vui của mình, Ngọc Hương không giấu được niềm hạnh phúc vô bờ bến, cô luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi. Trong bà xã Thành Trung không khác gì một nàng tiên với bộ váy cưới lộng lẫy và kiêu sa. Khung cảnh đón tiếp các khách mời đến dự tiệc cưới cũng được vợ chồng nam MC trang trí chu đáo và đẹp mắt. Thành Trung lịch lãm với vest đen sang trọng, rạng rỡ đón chờ khoảnh khắc trọng đại. Nam MC nổi tiếng đất Bắc khá xúc động khi nhìn lại chặng đường gian nan mà anh đã cùng Ngọc Hương vượt qua. Nghệ sĩ hài Xuân Bắc và Tự Long hỗ trợ Thành Trung khuấy động không khí vui tươi trong tiệc cưới. Thành Trung hạnh phúc nắm tay vợ bước lên sân khấu ra mắt bà con, bạn bè hai họ. Anh không giấu được sự xúc động khi gửi lời cảm ơn bố mẹ hai bên gia đình. Biên tập viên Long Vũ giản dị đến chúc mừng nam MC thân thiết với anh trong các chương trình thể thao. Nghệ sĩ Công Lý diện trang phục trẻ trung dự đám cưới MC Thành Trung. Tuy nhiên anh không đi một mình, tháp tùng anh là sự hiện diện của bạn gái 9X. Vợ cũ Công Lý MC Thảo Vân cũng góp mặt tại tiệc cưới nam MC nổi tiếng. Thảo Vân vui vẻ chụp ảnh cùng bạn gái Công Lý. Danh thủ Hồng Sơn dự tiệc cùng con gái. Diễn viên hài Quang Thắng bảnh bao với vest đen truyền thống. Dù bận rộn với công việc ca hát và chăm sóc bà xã vừa mới sinh con, tuy nhiên Tuấn Hưng vẫn thu xếp thời gian để đến chúc mừng vợ chồng Thành Trung. Không nhận đến dự, Tuấn Hưng còn dành tặng món quà tinh thần cho hai vợ chồng Thành Trung và Ngọc Hương. Nghệ sĩ hài Vân Dung rạng rỡ với nụ cười quen thuộc khi đi dự tiệc. Cô diện bộ cánh đơn giản nhưng đầy nét quyến rũ. Các khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng nhau tại đám cưới. Cận cảnh nhận cưới khủng của MC Thành Trung và bà xã kém 9 tuổi. MC Thành Trung và bà xã kém 9 tuổi vừa có buổi thử váy cưới tại Hà Nội. Cặp đôi của showbiz Việt đã vô tình lộ ra cặp nhẫn cưới đính kim cương kích cỡ lớn. MC Thành Trung khiến công chúng không khỏi trầm trồ vì đồ chịu chơi chẳng thua kém bất kỳ ông chồng nào khi sắm hẳn cặp nhẫn cưới giá trị khủng. Nhẫn cưới của vợ chồng anh được thiết kế tinh xảo sang trọng với chất liệu bạch kim cao cấp. Chiếc nhẫn của nam MC được đính viên kim cương chính khoảng hơn 6 ly cùng rất nhiều kim cương tắm xung quanh với kích cỡ trung bình 2,5 đến 3 ly. Bà xã kém 9 tuổi của nam MC lại đeo trên tay chiếc nhẫn cưới gắn kim cương chính lớn hơn nhiều, trọng lượng trên dưới 2 carat, kích thước khoảng hơn 8 ly. 4-5 viên kim cương rời nhỏ tạo hơn phần dài cùng nhiều kim cương tắm phía dưới. Theo một nguồn tin tiết lộ, cặp nhẫn cưới của MC Thành Trung và Ngọc Hương giá trị không dưới 1 tỷ đồng. Điều này cho thấy độ chịu chơi và chiều vợ của nam MC không thua bất kỳ ông chồng nào của showbiz. Không chỉ vậy, anh còn đầu tư 3 chiếc váy cưới khác nhau cho Ngọc Hương trong ngày trọng đại. Giá trị mỗi bộ váy này lên đến hàng trăm triệu đồng. Hôn lễ chính thức của MC Thành Trung và Ngọc Hương sẽ diễn ra vào chiều nay, 22 tháng 3 tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở Hà Nội. Trước đó, họ đã chuyển về sống chung trong một căn hộ cao cấp. Sau đám cưới, MC Thành Trung tiếp tục di chuyển ngược xuôi Bắc Nam để đảm bảo công việc của mình. Đang ở đỉnh cao, Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ tạm dừng ca hát. Theo một nguồn tin cho hay, lý do Phan Mạnh Quỳnh quyết định ngừng ca hát khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp là vì không tìm được tiếng nói chung với công ty quản lý. Mới đây, trên một trang báo điện tử uy tín, vừa đăng tải tin tức cho biết Phan Mạnh Quỳnh sẽ tạm dừng ca hát
và rời xa sân khấu một thời gian. Thông tin này khiến nhiều khán giả hâm mộ giọng ca vợ người ta không khỏi bất ngờ và bị sốc. Theo lời Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ trong bài báo sáng nay, nam ca sĩ bộc bạch nguyên nhân khiến anh có quyết định này là do tôi muốn tự mình sản xuất, thoải mái bay nhảy sáng tạo trong các sản phẩm âm nhạc của mình, cũng như tự chủ hơn trong các hoạt động âm nhạc. Thực ra trước đây, tôi cũng đã giới thiệu vài sản phẩm do mình sản xuất cho các ca sĩ đến công chúng và bây giờ tôi muốn mạnh tay hơn nữa với vai trò này. Cùng với việc tạm dừng ca hát, Phan Mạnh Quỳnh cũng dừng hợp tác với công ty quản lý bấy lâu nay để hoạt động độc lập. Do hai bên không đồng nhất phương hướng phát triển và quan điểm âm nhạc, việc kết thúc công tác với công ty cũng là một điều tôi rất lấy tiếc nuối. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vui vẻ quý mến bàn luận mọi việc sắp tới, chứ không phải có việc hụt hặc gì phía sau, nam ca sĩ cho biết thêm. Hiện tại, ngoài việc hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng giữa hai bên, Phan Mạnh Quỳnh vẫn cùng công ty quản lý thực hiện xong các show diễn hợp đồng đã nhận trước đó. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Phan Mạnh Quỳnh và quản lý truyền thông của anh. Tuy nhiên, số điện thoại của Phan Mạnh Quỳnh hiện tại vẫn chưa thể liên lạc được. Về phần mình, đại diện quản lý truyền thông cho nam ca sĩ vợ người ta cho biết, tôi không biết thông tin này và chưa nghe Quỳnh nói gì. Trước đó, trên trang cá nhân, Phan Mạnh Quỳnh cũng nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái lấp lửng, như muốn ám chỉ đến một quyết định vô cùng khó khăn với anh, chính là việc tạm dừng ca hát khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật của Phan Mạnh Quỳnh, có thể nói năm 2016 là năm mà Phan Mạnh Quỳnh dốc khá nhiều sức lực cho các hoạt động âm nhạc, qua việc tham gia nhiều chương trình truyền hình, phát hành nhiều sáng tác mới, đi biểu diễn khắp nơi, sau thành công vang dội của bản hit Vợ Người Ta trước đó. Tuy nhiên, nam ca sĩ, nhạc sĩ cho rằng mình nên tạm dừng ca hát, tạm dừng hoạt động ở bề rộng một thời gian để chuyên sâu vào đúng sở thích, đam mê của mình là sản xuất âm nhạc. Vụ việc tuyển diễn viên, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh mời Minh Béo lên làm việc. Rất nhiều ý kiến của dư luận cho rằng cần có hình thức xử lý thích đáng với những người nghệ sĩ phạm tội đặc biệt như Minh Béo. Ngày 18 tháng 3, Minh Béo bất ngờ đăng tải thông tin tuyển sinh diễn viên trẻ do chính anh đứng lớp với rất nhiều quyền lợi hấp dẫn. Lập tức thông báo chiêu sinh này gặp phải những phản ứng dữ dội, chỉ trích nặng nề. Bởi cách đây không lâu, hành vi ấu dâm của Minh Béo bị xử phạt tù tại Mỹ vẫn gây bức xúc trong lòng dư luận. Đa số ý kiến cho rằng, với hành vi phạm tội trước đó của mình, Minh Béo không đủ tư cách để đứng lớp như một người thầy. Về phía các cơ quan chức năng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc. Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở cho biết, Sở đã mời diễn viên Hồng Quang Minh lên làm việc, hiện sự việc vẫn đang trong quá trình xử lý. Sau khi có kết luận cuối cùng, Sở sẽ thông tin cụ thể đến công chúng. Sau một bài phỏng vấn mới nhất, người mẫu Hà Anh cũng bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về sự việc này. Tôi cảm thấy bức xúc vì con người xem nhẹ hoặc làm ngơ với chính sức khỏe, tâm hồn, thể chất của trẻ em, đồng thời dung túng bao che cho những tội phạm đã phá hoại đời của các em ấy. Trẻ em cần được bảo vệ và những thành phần bệnh hoạn không có nhân tính cần bị pháp luật ngăn chặn và trừng trị thích đáng, Hà Anh chia sẻ. Minh Tuyết Cẩm Ly hé lộ những bí mật giấu kín ít ai ngờ. Minh Tuyết cũng kể về sự cố bị ốm, đau giọng và mất giọng vào trước đêm chung kết cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình cách đây hơn 10 năm. Trên ghế giám khảo Ai Sẽ Thành Sao, nữ ca sĩ tiết lộ nhiều sự cố cười ra nước mắt, thuở mới đi hát, đồng thời đưa ra lời khuyên xử lý sự cố sân khấu cho những ca sĩ mới vào nghề. Chị gái Minh Tuyết, nữ ca sĩ Cẩm Ly, cũng dắt con gái đến trường quay cổ vũ chồng và em gái ghi hình. Ai Sẽ Thành Sao là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam dành cho tất cả người Việt Nam, nước ngoài từ 16 tuổi trở lên. Dưới sự dẫn dắt của 4 huấn luyện viên Minh Tuyết, Phương Thanh, Ngọc Sơn và Quang Dũng. Tập đầu tiên lên sóng tối 26 tháng 2 để lại dấu ấn khó quên với phần trình diễn đỉnh cao của nữ thí sinh được 4 giám khảo mệnh danh Susan Boyle phiên bản Việt. Tập 2 lên sóng tối 5 tháng 3 để lại ấn tượng khó quên với khán giả qua câu chuyện cảm động của chàng trai 23 tuổi hát tặng người yêu đã mất. Trên trang YouTube của chương trình, nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động trước chuyện tình đẹp của chàng trai này. Bước sang tập 3, 4 huấn luyện viên đã tìm được nhiều ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân. Đặc biệt, cậu bé 16 tuổi với những lời tự sự xúc động khi hát về mẹ
không những đem lại nhiều lợi thế cho đội Minh Tuyết mà còn chinh phục rất nhiều khán giả trên sóng truyền hình. Tập 4 chứng kiến sự ra đi của bốn thí sinh Ngọc Bình, Văn Kiệt, Tam Sang, Quốc Bảo và những giọt nước mắt tiếc nuối của huấn luyện viên Ngọc Sơn khi biết bản thân đã loại thí sinh từng đạp xe hàng trăm km trong đêm đến thăm mình. Chương trình Ai Sẽ Thành Sao đã bước sang tập 5, vòng ứng biến với những thử thách sân khấu dành cho đội huấn luyện viên Minh Tuyết và Quang Dũng. Trước vòng thi đấu quyết định để loại 2/6 thành viên trong đội, ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ với thí sinh và khán giả về những sự cố sân khấu hy hữu cô từng gặp trong đời cũng như cách khắc phục. Nữ nghệ sĩ chia sẻ kỷ niệm để đời khi cô cùng chị gái Cẩm Ly đang hát trên một sân khấu ngoài trời. Ca khúc mà cả hai thể hiện là một bản nhạc tình tha thiết, nhưng khi đang hát, bình xịt khói trên sân khấu bỗng phát ra âm thanh lạ. Lúc đó tôi và chị Ly muốn cười lắm nhưng phải cố nén để hoàn thành bài hát một cách trọn vẹn, ca sĩ chia sẻ. Minh Tuyết cũng kể sự cố bị ốm, đau giọng và mất giọng vào trước đêm chung kết cuộc thi tiếng hát truyền hình cách đây hơn 10 năm. Khi đó, đích thân bố mẹ nữ ca sĩ đã sắc trái lê lấy nước cho con gái uống giữ giọng. Em gái Cẩm Ly cũng hướng dẫn thí sinh cách xử lý tình huống khi bị tuột mic. Ban nhạc đánh sai tông, đang hát mà quên lời. Cũng trong buổi ghi hình tập 5, khán giả vô cùng phấn khích khi thấy sự xuất hiện của ca sĩ Cẩm Ly cùng hai con gái trên hàng ghế khán giả. Do có em gái và chồng cùng lúc tham gia chương trình, nên nữ ca sĩ dắt con đến ủng hộ và động viên tinh thần. Cô chăm chú theo dõi thí sinh dự thi trên sân khấu và quay qua thảo luận cùng ekip về phần dự thi của mỗi thí sinh. Đón xem tập 5 Ai Sẽ Thành Sao phát sóng lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 3 để chứng kiến những giọt nước mắt của giám khảo Minh Tuyết dành cho chàng trai 23 tuổi hát tặng người yêu đã mất, sự đấu trí căng thẳng của huấn luyện viên Quang Dũng khi đưa ra lựa chọn loại thí sinh.